Rồi video chiều nay mình vô lưu cho mọi người một cái cá mai dấu rinh lùng lực dòng hoa cánh nhiều. Hiện tại coi nó có chiều cao là 80, độ rộng là 75. Đây là hoành thân này, hoành thân 12. Cái này là nuôi cây cua nó này, cua tròn. Thoát thân thấp tầm 1-2 cm nó đã có các tay cành rồi. Nói chung cái này là mình bấm cô tán lại, mình chơi dăm tay rồi cho nó đều, rỉa mình rỉa ghim ra. Bây giờ tháo ghim ra nó vẫn ok nha, nó không có dính bọt nữa. Nói chung là mình rỉa từ đầu năm tới giờ luôn rồi. Đấy. Rất ok nha. Nó thuần rồi, nó không có ấy nữa. Thì cái này mình giao lưu cho mọi người giá 600 nghìn nha. Coi một cốt. Đó không? Mọi người thấy không? Tay dăm màu đồng đẹp hết. Coi form lùng lực. Dòng dao cánh nhiều. Đấy. Phần mặt bên trên nó này. Đấy, mình báo giá rất là rẻ cho anh em mà mua về chăm chơi, coi nguồn chú rõ ràng ha. Nguồn chú rõ ràng, mình tính từ phần bên dưới lên tới đây thôi chứ phần bên trên chỗ cái bọt non này mình không có tính, là nó đã 80 rồi nha. Coi nó như tầng tháp luôn ha, nó đều tiền, nó đều đều tròn, có củ đẹp nữa. Chỉ có 600 nghìn thôi. Anh em nào có thiện chí giao lưu nha. Giá không bao ship. Rồi xin chào ạ. Đó rỡ đó là rất đẹp. Cũ đó rồi. Thoát thân thấp.